trời gió ló làm vô cái gây. Nhưng bây giờ anh nhớ bóng hớt phòng người ta. 33 33 khỏi nha, khỏi hát lại nha cái người. Ủa nãy giờ làm gì? Nó là cơm đó chị. 33 33 cái nét gì đây, cái nét gì đây, cái nét gì đây, cái ba gì đây, cái ba gì đây, cái ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, nó làm em quên thôi. Ba gì đây, cái ba gì đây, hát cho tụi mình đi. Mấy gì đây, cái ba gì đây, cái ba gì đây, cái ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây, cái ba gì đây, ba gì đây, cái ba gì đây, ba gì đây, 31 Chắc kia mặt đỏ quốc kỳ mà mặt đen, quốc bảo mặt vẹn vàng tươi mà như nghệ, Nga thầm tứ đệ mắt sáng mà như sao, hàng tính anh hào mặt xanh mà đâu đỏ. Trong năm tướng đó là tôi của một giàu, đó là khát cao đường dương mà lòng tốt. Đã cái đường 31 31 31 cuộc gì ra. Mấy gì ra một lát cành cao, đứa bánh mô cao, tấm to hài đầu, em xin buồn đời của ngũ sai. Còn số hai, còn số hai là chiếc lá cờ mình. Mày đi ra chứ đêm thức ngắm sao trời. Thấy sao mà mắt đổi trời là bên đông mà. Làm sao cho hiệp vợ hiệp chồng, cho nghe hiệp nhạc cho chồng mà hiệp may. 17 đây, con 17 con 17 số gì đây, con mấy gì đây, con mùi gì đây, con mùi gì đây, mùi gì ra. Và là chồng tôi nhớ, đừng nghe đôi nghẹn ngào bơ môi, sống không nhận lời ngày sang đâu vương, quên lời tiếng nhóm nước dân. Một chuyến ngắn trình vinh quang khói ca, nếu như không thành trăm vàng quý thân, vậy thì nghe lời anh khuyên, muốn dân việc đang trông chúa ta từng lũ dân. Còn chữ chung mê tình xin phúc hợp 12. Con 12 mấy gì ra số gì đây, mấy gì đây ai ơi đừng nên mấy ba đôi mặt đuổi chê. Bởi vì hai rất là xinh, bê đê cảnh ngại khó khăn, ba đê dở dẫn tài năng. Dù trai hay gái cũng được, dù gầy hay lén cũng được, nếu ta cùng yêu đương với nhau, chúng ta cùng con cháu trồng tiên. Là trồng cỏ luôn hả? Trời, trồng cỏ luôn. Trời. Lấy hơi giùm anh coi. Đây, nó nghe nào khỏi nói, nó cũng ca. Đó là Nguyễn Thị hơi dài đó. Đúng không? Giả bộ, nói cũng tên mình mà. Không phải Nguyễn Thị Không ca. Phải Nguyễn Thị hơi dài mà Nguyễn Thị Lệ Cẩm Hường ca dài thiệt là dài. Nó nghe nào khỏi ơi, thôi. Cô phát từ, cối, lẹ. Lấy cái nước. Rồi ca đi em. Ca. Cái cầu phải vậy luôn không? Trời ơi. Và hứng nè, 1, 2, 3 không biết tao quýnh đó. Từ ca 1, 2, 3 vô. Không có nhớ lời nè,
Nay bắt rồi là vô thiêu lại cho em cá nhân. Chúng ta cùng con cháu rằng đi lại vậy. Kỳ quá. Để ta hát cái đàng hoàng coi. Đi đây em lao riêng chị, em tự lao được. Rồi rồi, gặp lại nha quý vị. Ôi thiệt luôn á. Muốn hát mà không cho hát luôn á. Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn em đi. Đều. Cảm ơn em luôn. Rồi hết chưa, làm đi ca số nè. Đều đáng được trân quý như nhau. Nếu như chúng ta sống bằng trái tim nhân ái chia sẻ tình thương bằng công bằng nhất, em sẽ được mời một vị khán giả có mặt tại ở nơi đây, chúng ta cùng bước lên hỗ trợ kiểm tra lại banh nè. Rồi em mời, mời con nhỏ quá, nhỏ quá dạ, mời một anh trai bước lên chị, bước lên chị em chị.
cũng được. Rồi ai cũng được hết nha. Nào qua bên kia. Rồi qua bên kia giới thiệu tên Trần Quyền nha. Như cho chị hai vé đi nha. Dạ. Em chào chị, cho em hỏi chị tên gì vậy? Ly. Chị Trúc Ly. Chị Trúc Ly. Chị ở đâu vậy? Cầm ở Bình Thạnh. Chị Trúc Ly ở Bình Thạnh sẽ thay mặt cho chị em chúc em giờ số. Rồi chị ơi, nhìn mặt ký hiệu giùm Quyền nha. Quyền hỏi ký hiệu mình nhìn qua đây giùm nha. Ký hiệu là 85 có không? Có. À, con số 47. Có. 24. 19. Số 6. Chị để viên sát vô miệng chị nha. Có đủ chị. Dạ. Cảm ơn chị nha, chủ nhân đầu tiên, chủ nhân thứ hai, 86, 47. 47 có. Số 6. Có. 19. Có. Ớt. 24. 24 á. Dạ. À đang có chơi số đề không biết. Ký hiệu là 81 hợp lệ. À 47. Có. 24. Có. 19. Có. Số 6. Đúng. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi em tặng chị hai cái á. Chị nha. Chị gặp lại sau nha. Và bây giờ chúng ta có 3 chủ nhân vòng đời đặc biệt, tặng phẩm tinh trùng không thể nào chia đều được, một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20. Chúng ta còn một phần quà đặc biệt nữa nha anh chị nha. Và gặp gỡ cho nó cùng với ngôi sao sân khấu ca nhạc sớm nhạy Khu Huy Vũ, quán quân solo cùng Bolero 2018 như ý. Lưu Trúc Ly, 3 tiếng hát sẽ được đặc biệt chào mừng tất cả các bác anh chị mình trên phòng 1, 2 cùng gửi sao. Và bây giờ quay điều số anh em ơi. Và bây giờ trên sân khấu là 3 chị Bánh Bèo. Chị mời chị đầu tiên. Rồi, chị gái thứ 2. Bánh Bèo thứ 2. Dạ chị nhé chị. Qua bên kia chị tới chị đó chị đó. Giấu lại. Giấu lại nha. Giấu lại cho em. Ai? Ai sẽ là người đi không về có? Ai sẽ là người lướt gió trên bầu trời? Ai sẽ là người thay cũ chiếc điện thoại cũ ra đi chiếc điện thoại mới bay vào? Cho em mượn. Cho em mượn. Xin mời mẹ. Mời con. Số đơn vị là số 8. Bà nội này. Cái gì cho chửi trời. Em lộn. Số đơn vị là số 8. Mẹ sai. Số đơn vị bên đây là số 7. Và số ở trong bên đây là số 4. Tức là 48 chia buồn chứ chị. Sao mà nhìn mẹ mà có khóc quá vậy? Tôi mang cái này à? Chia buồn chứ chị. Thế thôi quý vị, như vậy là 48 là con số may mắn nhất trong vòng loại này. Rồi cảm ơn anh chị nha, con số của chị là con số 27 nè, 41 nha, mình là số nhỏ nha, ủng hộ chị đây trong đời mới. Và bây giờ chúng ta đã tìm được vòng loại này, đã có một chủ nhân may mắn nha. Chị Ba, qua đây. Rồi qua đây này cho Quyền hỏi là mình tên gì, mình ở đâu nè? Dạ em tên Ngây, em ở Phú Nhuận. À chị Nhi ở Phú Quận Nhuận. Trời ơi, chúng cái điện thoại mà bà Gung đưa trao điện thoại chị đi. Chị Tết Sài Gòn Tân Thành mấy lần rồi? Dạ. Chị Tết Sài Gòn Tân Thành mấy lần rồi? Lần đầu luôn. Trời ơi. Lần đầu luôn quý vị. Xong hộ nghe, mà mỗi lần ai mà lần đầu đến đây là đều nhận qua vòng loại đặc biệt hết. Rồi chúc mừng nha, nhớ nha, mai mốt nhớ rủ bạn bè. Chị ơi, anh dạ, mẹ em tặng cho chị cái điện thoại Samsung, em thay mặt cho mẹ tặng cho chị cái vỏ điện thoại iPhone 11. Ở mô dạ. À chị, ở đây có cái phiếu bảo hành trong đây nè. À bên cái tiệm Bạch Long Mobile đối diện, hoặc là mình kiểm tra trong này nè, mình lại mình test máy, bao miễn đổi trả lại cho được 1 tháng. Đúng rồi đó chị, nhà mình làm ăn tốt lắm nè. Đó, rồi, cảm ơn chị. Làm ăn tốt lắm đó. Đúng rồi. Đây đó chị. Có điều bán hơi mắc. Ủa bán giá sỉ. Chúc mừng chị. Em nói chơi á nhưng mà cái tâm em nghĩ thiệt. Ủa thì làm sao cũng như vậy mà. Ủa làm sao là nói chơi mà nghĩ thiệt là cũng vậy. Không, cũng như là em nói là cái cửa hàng bên đây Bạch Long Mobile là một cửa hàng rất là đáng tin cậy. Bán nó lên trên ngoài giá và thị trường tí xíu, nhưng mà mình nói vậy thôi, nhưng mà thật sự là mình nghĩ thiệt. Thật sự là như vậy thiệt. Rồi bây giờ nhập lại đặc biệt đã đi qua, chúng ta tìm được chủ nhân may mắn nha.